Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Arop nhận được 1 triệu đồng token crypto Dog Club nha. Một số thông tin về đồng token này: số thủ công và phát hành là 999 triệu tỷ nha, đã có 12.937 tài khoản holder, đã phát sinh 71.147 lần giao dịch. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimarop.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check contract này. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract này ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Trust Address của các bạn. Bạn thêm địa chỉ token nào vào ví giúp mình nhé. Nhấp import token và dán địa chỉ vào. Ký hiệu token $CDEC, số token 9 nha. Các bạn nhấp add token và nhấp import token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimarop.net, tìm tới bước 2, nhấp vào cái link dưới gọn đây để nhận token nhé. Rồi, các bạn nhấp vào collect wallet và chọn ví của các bạn để kết nối nhé. Rồi, nhấp tiếp theo và nhấp kết nối này. Rồi, chương trình Arop sẽ kết thúc vào 17 ngày nữa. Các bạn nhấp vào phần Arop nhé. Đây, các bạn nhấp vào phần này, các bạn làm ví ra là 0.0002, đây là B, nhấp xác nhận nha. Đang được xử lý thôi. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimarop.net để cập nhật những dạng miễn phí phần thưởng token mới nhất trên bề mạng Blockchain nhé. Ngoài ra các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký một số sàn giao dịch ở đây trên đây để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời từ kênh của mình nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cân nhắc claim nhận được 2 triệu đồng token CD Crypto Dog Club nhé. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.